Thưa quý vị, có một quyển sách nổi tiếng của Dale Carnegie được Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt, mang tựa đề là Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống. Đây là loại sách học làm người, trong đó tác giả đề nghị những cách giúp chúng ta có thể vui sống. Tác giả trích lại phương châm của một người khác. Phương châm này gồm 21 chữ trong tiếng Anh như sau. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết được phải làm gì trong hiện tại. Phương châm này đã giúp cho tác giả và nhiều người khác sống một đời sống vui vẻ, thành công đây có lẽ cũng là phương châm mà chúng ta cần áp dụng trong hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai mà là biết được phải làm gì ngay trong giờ phút hiện tại này phải làm gì trong hiện tại tác giả Carnegie bảo chúng ta phải quẳng gánh lo đi và vui sống nhưng mà làm thế nào để quẳng gánh lo đi làm thế nào để không còn lo lắng? Kinh Thánh là lời của Chúa dạy như sau. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dân những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Đối chiếu với lời khuyên đừng lo lắng gì cả là lời dạy Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện Nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dân những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện, hãy trình dân những nhu cầu của mình cho Chúa. Cầu nguyện trong hoàn cảnh khó khăn nghe có vẻ ương hèn và thụ động. Tại sao không làm gì cả mà cầu nguyện? Thưa quý vị, thật ra cầu nguyện không phải là ương hèn hay thụ động. Nhưng cầu nguyện là ý thức hai điều quan trọng sau đây thứ nhất có người có giới hạn của mình có những hoàn cảnh có những trường hợp có người chỉ có thể chờ đợi dĩ nhiên những cố gắng tìm phương thuốc chữa trị bệnh tật hay là ngăn ngừa là điều tốt phải làm và cần làm nhưng mà giải pháp đó cũng đến từ thiên chúa chính thiên chúa ban cho khôn ngoan và sáng kiến để tìm kiếm và phát minh thứ hai cầu nguyện cũng có nghĩa là chúng ta ý thức mình chỉ là tạo vật có đấng tạo hóa trí cao tạo dựng chúng ta cầu nguyện là công nhận quyền tể trị của ngài thiên chúa là cha của chúng ta ngài biết nhu cầu của chúng ta vì vậy chúng ta chỉ cần trình bày sự việc cho ngài có người sẽ hỏi nếu thiên chúa biết nhu cầu của chúng ta thì chúng ta đâu cần phải nói cho ngài biết nữa Cầu nguyện vì vậy không cần thiên Dĩ nhiên Thiên Chúa biết nhu cầu của chúng ta Nhưng cầu nguyện Chứng tỏ chúng ta có lòng tin nơi Chúa Có lòng nhờ kệ Chúa Cầu nguyện chứng tỏ chúng ta công nhận quyền tế trị của Ngài Nhưng bây giờ trở lại với vấn đề lo lắng Có thể nói là Ai trong chúng ta cũng có điều đang lo lắng bây giờ Lo cho ngày mai Lo cho bản thân lo cho gia đình. Trước đây chúng ta không biết tình trạng COVID sẽ kéo dài bao lâu và không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Cầu nguyện thì giúp ích được gì? Tiếp theo lời dạy hãy dùng lời cầu nguyện mà trình dân nhu cầu cho Đức Chúa trời là câu sau đây: sự bình an của Đức Chúa trời vượt trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tâm trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giêsu đối chiếu với sự lo lắng của chúng ta là sự bình an của đức chúa trời thay vào lo lắng cầu nguyện sẽ đem sự bình an của đức chúa trời đến với chúng ta sự bình an của đức chúa trời nghĩa là sự bình an đến từ đức chúa trời và sự bình an theo cách của đức chúa trời sự bình an đến từ đức chúa trời bởi vì chúng ta không thể tự tạo bình an đó cho mình chúng ta có thể tự nhủ lòng không sao đâu không việc gì đâu có gì mà phải lo nhưng đó là cố gắng của chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh cũng không thay đổi được suy nghĩ của mình lời chúa dạy sự bình an của đức chúa trời vượt quá trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em có hai điều trong lời dạy này thứ nhất sự bình an của đức chúa trời là sự bình an vượt trên mọi hiểu biết đây nói đến hiểu biết của con người dù con người cố gắng đến đâu hiểu biết con người có giới hạn còn sự bình an của chúa thì vượt trên mọi hiểu biết chúng ta không thể suy đoán chúng ta không thể ngờ chúng ta không thể tưởng tượng ra được khi cầu nguyện chúa sẽ ban cho chúng ta sự bình an đó điểm thứ hai trong lời dạy này là sự bình an của đức chúa trời là sự bình an gìn giữ lòng và trí anh em Lòng và trí nói đến con người bên trong, nói đến đời sống nội tâm. Mọi lo âu phiền muộn của chúng ta đến từ bên ngoài, đến từ hoàn cảnh. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời hành động từ bên trong. Hoàn cảnh có thể không thay đổi, nhưng trong lòng chúng ta vẫn an bình và có thể vui sống. Hình ảnh một con chim nhỏ đứng hót trong hốc đá dù dông tố bên ngoài đó là hình ảnh bình an trong tâm hồn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Bình an của Đức Chúa Trời chẳng những là bình an đến từ Đức Chúa Trời, nhưng cũng là bình an Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Giêsu phán ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa Giêsu nhấn mạnh sự bình an của ta và sự bình an không giống như thế gian cho. Sự bình an Chúa Giêsu ban cho chúng ta là sự bình an thiên thượng, là bình an được trả bằng một giá rất đắt. Giá đó là sự sống của con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã hy sinh thân báo của Ngài chịu chết trên cây thập tự để ban cho chúng ta sự bình an đó. Đó là chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời để chúng ta có được bình an nội tâm. Mỗi chúng ta ai cũng có những lo lắng mỗi ngày. Nhưng chúng ta có thể sống bình an không lo lắng, chúng ta có thể quẳng gánh lo đi và vui sống khi chúng ta trao lo lắng đó cho Thiên Chúa. Lời Chúa dạy hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời vì Ngài hằng chăm sóc anh em. Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời vì Ngài hằng chăm sóc anh em. Quý vị đã trao lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời chưa? Tôi đề nghị quý vị hãy làm điều đó bây giờ trong một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nghe và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt lên trên mọi hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa cứu thế Giêsu.